Mới đây, câu chuyện Quang Dũng, thành viên team Quang Linh Vlog bị đồn cầm tiền bỏ trốn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ video sự vắng mặt của Quang Dũng trong thời gian qua đã ảnh hưởng thế nào đến tình hình chung. Được đăng lên trên kênh Quang Dũng Vlog, cuộc sống ở châu Phi hôm 2 tháng 10. Trong video này, anh Đồng, một thành viên trong team nhắc đến việc Quang Dũng đã rời đi một tháng và anh không liên lạc được với Quang Dũng khoảng 2 tuần trở lại đây. Khi đi, Quang Dũng để lại một ít tiền và số tiền này cũng dần cạn kiệt theo thời gian, ảnh hưởng tới công việc của team. Chia sẻ này của anh Đồng khiến nhiều người cho rằng Quang Dũng ôm tiền bỏ trốn. Tuy nhiên sau đó, Quang Linh Vlog đã lên tiếng cho biết thực chất Quang Dũng bị ốm và đang ở Việt Nam chữa bệnh. Quang Dũng đã bị bệnh một thời gian nhưng không muốn đăng lên mạng. Thành viên team Quang Linh Vlog tiết lộ thêm, trong team kênh nào yếu thì Quang Linh sẽ đứng ra hỗ trợ để kênh phát triển hơn. Thời gian tới, Quang Dũng chưa thể trở lại được nên kênh anh Đồng sẽ tiếp tục tạm thời đứng ra hỗ trợ phát triển kênh, phát triển nông trại, kinh tế hộ gia đình, thực hiện xây nhà cho 3 thành viên khác trong team. Thời gian qua, team Châu Phi vướng thông tin lục đục nội bộ và phải chia tay với vài thành viên. Nhận về nhiều tranh cãi nhất là Vũ Anh Quý, được cho rằng bị team Châu Phi chèn ép nghỉ việc, mập mờ tiền lương. Cụ thể, anh Quý làm việc chung với Linh Philip, tên thật là Đỗ Văn Linh, YouTuber thuộc team Châu Phi và sở hữu hơn 690.000 người follow tại trang trại của Quang Linh Vlog. Cách đây khoảng một tháng, Linh Philip bất ngờ cho anh Quý thôi việc. Khi đó, Linh Philip tiết lộ cho anh Quý nghỉ việc là vì lý do tế nhị và mối quan hệ giữa hai anh em vẫn rất vui vẻ. Mình cũng nói với anh Quý, có điều gì khó khăn thì cứ kêu mình hỗ trợ. Hai anh em sẽ vẫn vui vẻ bình thường, vẫn gọi điện và nhắn tin với nhau. Cả hai cũng không có tranh cãi hay mâu thuẫn nhau gì cả. Sau đó, anh Quý bất ngờ xuất hiện trên một video và tiết lộ bản thân anh sang Angola làm việc được 9 tháng. Sau khi bị cho nghỉ việc ở trang trại của Quang Linh, anh Quý đã phải đến một trang trại khác cách đó khoảng 300 km. Anh Quý tâm sự rất bất ngờ khi bị cho thôi việc đột ngột, đặt nhiều vấn đề bập mờ tiền lương. Anh thắc mắc về việc tại sao tiền vé máy bay đến Angola lại bị trừ vào tiền lương, lúc ra đi cũng không nhận được đồng nào. Tuy nhiên, người này vẫn khẳng định anh em không có mâu thuẫn lớn, vẫn coi nhau như người nhà. Sau khi anh Quý công khai tố team Châu Phi mập mờ tiền nong, nhiều dân mạng đã tràn vào video của Linh Philip để bình luận công kích. Phần lớn cho rằng anh Quý đã lớn tuổi, nhưng Linh Philip lại đưa anh sang rồi đem con bỏ chợ, đuổi việc nhân viên vô lý dẫn đến việc anh Quý phải đến trang trại khác làm. Hàng loạt ý kiến chỉ trích mới đây, Linh Philip đã chính thức lên tiếng về sự việc, từ đó netizen cũng đồng loạt quay xe. Linh Philip cho biết nguyên nhân cho anh Quý nghỉ việc là vì người này lười biếng, không chịu làm mà toàn coi mình làm chủ. Đặc biệt, có một lần còn khiến Linh Philip bẽ mặt trước những người anh em trên thủ đô. Linh Philip thừa nhận đã tâng bốc năng lực của anh Quý nên mới khiến khán giả hiểu nhầm. Linh Philip tâm sự không lôi kéo anh Quý sang. Trước khi sang Angola, vợ của anh Quý nhờ Linh Philip mua vé máy bay và làm hộ thủ tục hết khoảng 47 triệu đồng. Số tiền này đã được Linh Philip trừ vào tiền lương của anh Quý. Suốt 9 tháng anh Quý làm việc, Linh Philip đã tốn khoảng 200 triệu đồng và bao nuôi ăn ở, điện thoại và tiền đồ vật. Khi anh Quý rời đi, Linh Philip cũng tài trợ vé máy bay cho anh trở về Việt Nam trị giá 20 triệu đồng, cùng việc sẽ tài trợ hết quà biếu tặng gia đình. Tuy nhiên, vào ngày Linh Philip đưa anh Quý đi mua quà thì vợ anh gọi sang, nói rằng anh đã tìm được việc và sẽ tiếp tục ở lại. Sau đó, chính Linh Philip cũng đưa anh Quý đến tận trang trại làm việc mới, cách trang trại của Quang Linh Vlog khoảng 300 km. Linh Philip tiết lộ đã hỗ trợ gia đình anh Quý rất nhiều trước khi anh Quý rời khỏi team khoảng vài tháng. Khi con gái của anh gặp tai nạn, Linh Philip cũng đã chuyển khoản cho con gái anh 45 triệu đồng, vợ anh khoảng 30 triệu để lo tiền điều trị cho cháu. Linh Philip tiết lộ sau khi anh Quý nói xấu, chính người này cũng đã đánh tiếng về việc xin quay lại team Châu Phi làm việc. Song Linh Philip quyết định không cho về vì sợ rằng sẽ tiếp tục lặp lại những hành động cũ. Sau loạt ồn ào, Linh Philip vẫn không ghét bỏ mà vẫn giúp đỡ anh Quý. Linh Philip gọi điện thẳng cho anh Quý trên video và nói nếu không có chỗ ở thì sẵn sàng báo ăn ở đến khi nào anh Quý tìm được công việc hoặc đủ tiền mua vé máy bay về Việt Nam. Dân mạng nói mình đem người ta sang đây ôm con bỏ chợ, nói mình là chủ tớ sai anh Quý này kia. Nhưng nói thật các bạn ơi, mỗi tháng mình bỏ ra khoảng 20-30 triệu nên mình mới bảo anh Quý làm việc là bình thường. Ngày trước mình đi làm công ăn lương, đi làm thuê không đúng ý là rất nhiều vấn đề xảy ra, rồi phải nghe những câu khó nghe. Nhiều người nhắn tin mình muốn sang đây,
có chú còn mướn qua và chỉ nhận 5 triệu đồng một tháng thôi. Nhưng sau vụ anh Quý thì mình sợ quá, chưa dám nhận lời ai cả, Linh Philip tâm sự. Linh Philip cũng phản bác những ý kiến cho rằng anh cố tình cô lập anh Quý, cho người này ở một nhà riêng. Anh giải thích, mọi người kêu mình cho anh Quý ở nhà riêng, không cho cùng nhà các anh em, rồi ăn uống không bao giờ mời anh. Nhưng anh Quý cũng hơn 50 tuổi rồi, trong nhà toàn thanh niên ăn uống ồn ào, 1-2 giờ sáng mới ngủ. Với người tầm tuổi như anh Quý thì sẽ không ngủ được, sinh bệnh này kia. Mình cho anh Quý ở cùng anh chị mình, có người nấu ăn và giặt giũ cho, chứ không phải mình phân biệt anh Quý. Đến hiện tại, Linh Philip đã tuyển được người khác thay thế vị trí của anh Quý để cùng gia nhập team châu Phi. Đó là một thanh niên trẻ cũng đến từ Việt Nam, đã sang Angola được 1 năm và từng làm trong trang trại. Sau khi nghe Linh Philip tiết lộ, dân mạng đã đồng loạt quay xe. Hầu hết đều cho rằng Linh Philip đã tận tình tận nghĩa đến cùng, kể cả khi bị nói xấu. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đồng tình với quyết định của Linh Philip khi không cho anh Quý tiếp tục làm việc ở trang trại vì rất dễ xảy ra những vấn đề tiêu cực khác. Hiện drama nội bộ của team châu Phi vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Trước đó, Quang Linh Vlog đã phải ra mặt đính chính khi thành viên team châu Phi là Quang Dũng sở hữu kênh YouTube có hơn 600.000 đăng ký, bị đồn cầm tiền bỏ trốn. Bởi có một thành viên khác cũng trong team châu Phi có phát ngôn về Dũng xoay quanh vấn đề tiền bạc và công việc cả tháng nay không liên lạc được. Quang Linh cho biết Quang Dũng bị bệnh vài năm nay nhưng cả team giấu không muốn đăng trên mạng. Ngày 2 tháng 10, Quang Dũng có nói với Quang Linh là bác sĩ khuyên nên ở lại Việt Nam chữa trị nên anh không thể sang Angola tiếp tục đồng hành với team châu Phi nữa. Trong thời gian này, Linh và gia đình Dũng đang tìm đủ cách để có nguồn kinh phí duy trì việc điều trị của anh này. Sau đó, người nói Quang Dũng cũng đã lên tiếng xin lỗi vì hành động nông cạn của mình.